Những năm gần đây thì luyện tập yoga đã được cộng đồng đón nhận như một xu hướng hiện đại, giúp người tập cải thiện sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh tật và giúp cân bằng thân tâm trí giữa cuộc sống bộn bề và hối hả. Thấy được lợi ích của yoga, từ đam mê tập luyện, nhiều người, trong đó có rất nhiều bạn trẻ, đã quyết tâm gắn bó lâu dài với yoga và coi đây là một nghề thực sự. Nói đến yoga, nhiều người nghĩ đó là một bộ môn thể thao, một hoạt động giải trí và rèn luyện sức khỏe. Hoặc nói đến nghề huấn luyện viên yoga, nhiều người sẽ nghĩ đó là một nghề của người nước ngoài, mà chủ yếu là người Ấn Độ, nơi được xem là cái nôi của bộ môn yoga thế giới. Nhìn vào thực tế, trong những năm gần đây, yoga đã trở thành một nghề phổ biến được yêu thích ở Việt Nam. Nó không chỉ mang lại sức khỏe, trí tuệ, hỗ trợ cho công việc của người tập luyện, mà nó còn mang lại một nguồn thu nhập đáng kể cho các huấn luyện viên. Tuy nhiên, trong suốt hành trình hơn chục năm chinh phục người Việt, Việt Nam đã xuất hiện những huấn luyện viên tài năng, tâm huyết, được đào tạo theo chuẩn yoga quốc tế của Yoga Alliance International Ấn Độ và Yoga Alliance Hoa Kỳ để phục vụ cho chính người Việt. Huấn luyện viên Lê Vũ Đông đến với bộ môn yoga từ nhiều năm trước như một biện pháp để phục hồi sức khỏe sau di chứng vì tai nạn giao thông. Hồi phục sau chấn thương sọ não và hệ vận động nhờ luyện tập yoga, dưới sự hướng dẫn của Master Sridevi Tố Hải, một huấn luyện viên yoga và thiền nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, anh Lê Vũ Đông đã quyết định gắn bó với nghề huấn luyện viên yoga từ 5 năm nay. Bằng những trải nghiệm của bản thân, anh Đông cùng với Master Sridevi Tố Hải và công ty yoga Trái Tim Vàng nơi anh đang công tác đã giúp mang yoga đến với nhiều người trong cộng đồng hơn. Mình rất là hạnh phúc khi mà học viên á, họ kêu là ôi tôi nhờ tập lớp thầy Đông xong mà tôi hết đau cổ, tôi hết đau cột sống và tôi hết rối loạn tiền đình, chị ăn ngon ngủ ngon rồi. Học viên họ xì xào như vậy thôi, họ không nói trực tiếp với mình, nhưng mà đó là cái niềm vui lớn đó, okay. Mình cảm nhận mình có ích với xã hội, mình đang còn giúp đỡ được nhiều người thì đó là cái niềm vui lớn nhất, hạnh phúc trong mình đi dạy. Tương tự như câu chuyện của anh Lê Vũ Đông, chỉ riêng tại trung tâm thiền và yoga Trái Tim Vàng đã có hàng trăm bạn trẻ đến với yoga để tìm kiếm sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và có được sự bình an trong tâm trí. Dưới sự huấn luyện của Master Sridevi Tố Hải, nhiều người đã có cuộc sống khỏe mạnh hơn và nhiều người đã được đào tạo chương trình huấn luyện viên để trở thành một huấn luyện viên yoga thực thụ với chứng nhận quốc tế. Mình thấy yoga rất là tốt cho bản thân mình và mình cũng muốn là chia sẻ cái điều tốt này cho mọi người nữa. Tại vì ở nhà mình, bố mẹ mình cũng già rồi và anh chị mình cũng bị về cuộc sống á. Thì mình muốn học ra để ngoài chữa cho bản thân, chữa cho gia đình, còn có thể giúp cho nhiều người ở ngoài xã hội á, khi hồi phục như chúng mình. Với phương pháp huấn luyện yoga đặc trưng theo tiêu chuẩn Yoga Alliance quốc tế, Trung tâm Thiền và Yoga Trái Tim Vàng đã thực hiện các khóa đào tạo huấn luyện viên ngay tại trung tâm của mình. Ngoài ra, phương pháp yoga đối kháng Acro Yoga cũng được đào tạo tại Yoga Trái Tim Vàng. Acro Yoga là sự kết hợp nhào lộn và yoga truyền thống. Bên cạnh các kỹ thuật massage và kỹ thuật nhảy cặp đôi, nhảy theo nhóm, Acro Yoga là sự pha trộn của nghệ thuật yoga, sức mạnh năng động của những màn nhào lộn và lòng yêu thương của nghệ thuật chữa lành. Một điểm đặc biệt khác trong chương trình là người học còn được đào tạo kết hợp nhuần nhuyễn giữa thiền và yoga, cũng như trải nghiệm phương pháp thiền đặc trưng, thiền khí tâm. Đây là phương pháp thực hành thiền dựa trên việc luyện thở và quan sát hơi thở để quân bình thân, tâm, vận khí vào cuộc sống. Thiền khí tâm do chính Master Sridevi Tố Hải sáng tạo sau những trải nghiệm hơn 15 năm gắn bó với thiền và yoga. Đối với tôi thì sống giữa cuộc đời này là một cuộc chơi. Và tất cả những cái khó khăn tới nó giống như là một sự thử thách, đòi hỏi bạn phải có ý chí. Và với một ý chí và một trạng thái gọi là không phán xét, không ganh đua và luôn giữ cân bằng thì bạn sẽ đến được đích của mình một cách bình an. Thì đó là cái cách mà thiền khí tâm đã ra đời. Còn đối với công ty Trái Tim Vàng thì tôi bắt đầu bằng việc là tôi rất là đam mê về yoga và muốn là đầu tiên là muốn người Việt Nam được tập yoga một cách chuyên nghiệp và chính thống. Với sự phát triển mạnh mẽ của nghề huấn luyện yoga, giờ đây nhiều bạn trẻ sau nhiều năm luyện tập yoga và được đào tạo bài bản đã mạnh dạn phát triển thương hiệu yoga của riêng mình hoặc nhượng quyền thương mại từ những trung tâm huấn luyện yoga uy tín như Trái Tim Vàng.
Hiện tại, công ty thiền và yoga Trái Tim Vàng đang phát triển hệ thống theo con đường nhượng quyền thương hiệu. Trong 18 chi nhánh trên cả nước, Trái Tim Vàng có 13 chi nhánh nhượng quyền tại Rạch Giá, Kiên Giang, Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, 2 chi nhánh tại Hà Nội, 2 chi nhánh tại Bình Thạnh, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An, Bình Dương. Việc mà thương mua nhượng quyền mang về Việt Trì có 3 điều. Thứ nhất là thương muốn mang lại cái bộ môn mà tốt cho sức khỏe cho người dân quê hương thương. Cái thứ hai là một sự chuyên nghiệp và bài bản của Trái Tim Vàng làm cho thương quyết định là mình nên học và mình mở một cái như là chi nhánh nhỏ hoặc là một cái nơi nhỏ của Trái Tim Vàng để thương mang về quê hương của mình. Cái thứ ba đó là thương muốn lan tỏa vì thời điểm đó yoga nó vẫn chưa được phổ biến lắm. Việc đào tạo huấn luyện viên yoga đã có mặt ở Việt Nam cách đây nhiều năm thông qua các tổ chức trong và ngoài nước. Nhưng điều bất ngờ là suốt quá trình này, mặc dù huấn luyện viên yoga là một nghề nghiệp lao động chân chính, nhưng vẫn chưa được công nhận là một nghề thực sự tại Việt Nam. Tuy nhiên, có một tin đáng mừng cho những ai muốn trở thành huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp, đó là từ tháng 8 năm 2017 vừa qua, huấn luyện viên yoga đã được công nhận là một nghề thực sự tại Việt Nam. Và vào tháng 12 năm 2016, Liên đoàn Yoga Việt Nam đã chính thức được thành lập và khẳng định con đường phát triển nghề yoga của người Việt ngày càng thuận lợi và có vị thế hơn. Khi tôi đi nhiều nước thì tôi thấy là Việt Nam của mình chưa có một cái ngành gì rõ ràng. Và tôi ấp ủ một cái mong muốn là tạo nên một ngành nghề mới cho người Việt Nam. Đó là những người làm trong ngành yoga, thiền, phục hồi trị liệu tự nhiên, quản trị năng lượng con người và khoa học tâm thức. Những ngành này nó hoàn toàn sử dụng cái năng lượng không giới hạn của con người. Trong lộ trình phát triển của mình, với mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội cho nhiều bạn trẻ đến với nghề huấn luyện yoga, hiện Trung tâm Yoga Trái Tim Vàng đang tuyển sinh 1.000 huấn luyện viên mới và đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế của Yoga Alliance International Ấn Độ và Yoga Alliance Hoa Kỳ. Các học viên này sẽ được Trái Tim Vàng cam kết giữ lại làm nguồn huấn luyện viên cơ hữu trong hệ thống 18 trung tâm huấn luyện trên cả nước, đồng thời mở ra cơ hội cho nhiều bạn trẻ đến với nghề yoga với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng.